Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực nấu gì ta. Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn món chè bưởi nha. Cái chè bưởi này ăn cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Cái cọng bưởi thì nó rất là giòn, còn đậu xanh thì bé bùi, còn nước dừa thì béo. Rất là ngon nha các bạn. Có những bạn rất là thích ăn cái chè bưởi này nhưng mà không biết cách nấu, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách nấu của mình cho các bạn xem nha. Chè bưởi thì cũng có nhiều người chia sẻ cái cách nấu, nhưng mỗi người chia sẻ cách khác nhau. Còn mình chia sẻ cái cách của mình rất là đơn giản và rất là dễ làm. Các bạn xem qua, các bạn làm một lần là đã thành công rồi. Đó. Còn đây là nước dừa, thì phần nước dừa mình có để đường link ở dưới phần mô tả đó. Thì các bạn vào đường link đó xem lại giùm mình nha. Chứ hôm nay mình chỉ chia sẻ cách nấu chè bưởi thôi, chứ không có làm nước cốt dừa nha các bạn. Các bạn vào đường link đó xem lại giùm mình nha. Và nguyên liệu ở đây là mình có nè, vỏ bưởi các bạn. Bưởi này là bưởi da xanh nha. Và đường cát. Và một lon nước cốt dừa nha các bạn. Và ở đây mình có đậu xanh nè. Và bột năng. Rồi ha, mình cho nước vào đậu xanh này để mình ngâm một lúc cho nó nở ra rồi mình đem đi hấp nha các bạn. Rồi bây giờ đến đi sơ chế phần vỏ bưởi. Vỏ bưởi này mình cũng đã gọt bỏ vỏ xanh rồi nè ha. Các bạn nhớ là gọt bỏ sâu một tí tí nha. Cái vỏ xanh này các bạn gọt nó còn một chút xíu xanh, nó cũng bị đắng nữa. Cho nên các bạn gọt thật là sâu nha. Sâu bỏ cho nó sạch, thiệt sạch cái vỏ xanh đó. Thì các bạn nhồi nó mới nhanh hết đắng. Các bạn đừng tiếc nha. Đó. Rồi các bạn sắc vỏ bưởi này là tùy theo các bạn thích sắc như thế nào. Đó là tùy thích các bạn nha. Mình thì mình sẽ cắt sợi như thế này. Cắt sợi bằng cái sợi bột khoai vậy đó các bạn. Còn các bạn không thích cắt thế này thì các bạn thái sắc hạt lựu cũng được. Đó, sắc bằng cái cọng bột khoai vậy đó. Đó. Các bạn nào mà thích có bưởi năm roi á, làm nó cũng ngon dữ lắm luôn. Bưởi năm roi mà nó bưởi vừa già tới á các bạn, đừng bưởi non quá mà cũng đừng bưởi chín. Bưởi vừa già tới là các bạn làm ngon nhất nha. Rồi nếu mà các bạn không thích sắc sợi vậy thì các bạn cũng có thể sắc vuông thế này nha. Tùy theo các bạn thích sắc như thế nào cũng được hết á. Đó, sắc vuông như thế này cũng được nha. Rồi như vậy là mình đã sát xong cái phần bưởi rồi ha. Tới bây giờ đi nhồi bưởi. Quan trọng nhất là cái phần nhồi bưởi này nha các bạn. Các bạn nhồi làm sao mà nó không còn đắng nữa thì cái chè các bạn ăn mới được nha. Đó, cho vào một muỗng muối nha các bạn. Rồi các bạn nấu nước thật là sôi nha. Nấu nước thật là sôi các bạn cho vào. Các bạn nấu mà chè nó cộng bưởi nó có mềm các bạn ăn cũng được, mà nó cứng các bạn ăn cũng được. Nhưng mà đắng là các bạn sẽ không bao giờ ăn được. Cho nên cái phần nhồi bưởi này là cái phần quan trọng nhất trong cái nồi chè bưởi nha. Các bạn nhồi xả cho thật là sạch. Đó, rồi các bạn trộn lên, các bạn để đến khi nào mà các bạn cho tay vào được là các bạn đi nhồi nha. Các bạn đừng để cho nó nguội quá, nước nó nguội quá thì các bạn nhồi nó sẽ lâu. Còn nước còn hơi ấm ấm vậy nè ha, thì các bạn nhồi nó mới là nhanh ra hết cái vị đắng, và nó không còn hăng cái mùi bưởi nữa đó. Rồi bây giờ mình đi hấp đậu xanh nha. Trong thời gian chờ đợi mình đi hấp đậu xanh. Rồi như vậy là đậu xanh mình cũng đã hấp chín rồi ha. Rồi quay trở lại bưởi nè. Đó, nước bây giờ nó ấm rồi nè. Đó, nước nó ấm, mình nhồi bắt đầu nhồi từ từ được rồi nè. Đừng để nguội nha các bạn. Nước ấm thế này thì các bạn nhồi nó mới ra hết cái tinh dầu của nó. Nó mới nhanh hết đắng. Đó, các bạn cứ bóp, cứ xả thế này ha. Đây là nước nhất nha. Rồi các bạn xả bỏ hết. Và đây là nước thứ năm nha các bạn. Các bạn xả, cứ bóp, cứ xả đến khi nào mà các bạn thử mà thấy nó hết đắng thì thôi. Đó, cái này là nãy giờ mình nhồi được 5 nước rồi nè. Đó, như vậy là cũng chắc cũng hết đắng rồi, để mình thử nha. Còn khi mà các bạn thử là các bạn lấy một cọng bưởi, các bạn nhai luôn cọng bưởi á. Nhai luôn thử có còn đắng không, chứ các bạn đừng có nếm nếm nhắc nhắc ở trong cái đầu lưỡi á, là không có biết đâu. Các bạn nhai, các bạn miết miết vô thì các bạn mới biết là nó còn đắng hay là không. Hồi đó mình bỏ biết bao nhiêu luôn cái vụ này nè.
mình cứ liếm liếm nhấp nhấp thử vậy đó, mình thấy hết đắng rồi cái mình thôi. Nhưng mà thật sự ra ăn nó còn đắng dữ lắm, các bạn nhai luôn cái miếng bưởi thì mới biết được là nó còn đắng hay là không. Rồi các bạn dắt cho thiệt là khô lại nha. Đó, khi mà bưởi nó hết đắng rồi, sạch thiệt sạch rồi, hết đắng rồi thì các bạn bắt cho thiệt là khô lại. Đó. Rồi nha, các bạn lấy một cái thau cho vào đây khoảng 3 muỗng nước nha. Lấy muỗng canh cho vào đây khoảng 3 muỗng nước, tại cái này vỏ bưởi mình cũng ít chứ không có nhiều. Rồi mình sẽ cho vào đây một muỗng canh vung bột nha, bột năng. Một muỗng canh đầy. Các bạn quậy cho nó đều ra. Cái khâu trộn bột này cũng là khâu quan trọng nhất nè, giòn hay không là do cái này. Nhồi bưởi đắng hay không á là cũng quan trọng, còn giòn hay không là do cái lúc này nè, các bạn để ý cho kỹ nha. Mình quậy một tí xíu bột với nước ha, mình cho hết cái phần vỏ bưởi này vào để cho cái phần bột năng với nước này nó rút hết vào trong bột nha các bạn. Đó, nó rút hết cái phần đó vào. Rồi, nó khô ráo lại rồi nè ha, nó thấm hết cái phần bột năng nó vào rồi đó. Đó, khô lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho bột năng vào mình tẩm ướp đó nè. Rồi các bạn cho là cho từ từ thôi nha, cho một lần một ít vậy thôi, một muỗng muỗng vậy thôi. Rồi các bạn trộn cho cái bột năng này nó thấm hết vào cọng bưởi nha. Đó. Rồi tiếp tục các bạn cho bột vào, trộn đến khi nào mà bột nó thấm hết vào cọng bưởi là mới được nha. Đó, rồi tiếp tục cứ như thế, các bạn cho bột vào một lần một ít như thế nha. Các bạn bóp trộn vậy đó, cho bột nó thấm vào đến khi nào mà nó không còn thấm được nữa, đến khi nào bột không còn thấm vào cọng bưởi được nữa là được. Đó, các bạn đừng cho một lần thì nó sẽ không, nó thấm không có kịp, nó không có được giòn. Giòn hay không là lúc do lúc này nè nha. Đó, bây giờ là nó còn thấm được nữa nè, bây giờ cho thêm một tí xíu nữa nè. Đó, đó, đến khi nào mà nó khô đủ hết cái phần bột, nó đủ vào trong cọng bưởi rồi là cỡ đó là được nha. Đó, các bạn nhìn cọng bưởi xong là các bạn cũng biết là nó giòn rồi đó. Đó, các bạn thấy ngon không nè. Đó, bột nó thấm hết vào cọng bưởi nha. Các bạn cho bao nhiêu là nó thấm hết vào cọng bưởi, nó không có nằm ở dưới thau miếng nào hết trơn nè. Đó. Rồi bắt nước lên luộc nha. Bắt nước sôi lên thì các bạn cho bưởi vào nè. Các bạn cho từ từ, các bạn rải từ từ thế này thôi nha. Đừng đổ ập vô một lần nha các bạn. Đó, rồi để cho nó sôi tự nhiên đó. Đó nha, không sơ nha. Rồi chuẩn bị một tô đá nè. Rồi đến khi nào mà cái cọng bưởi nó được rồi nè thì mới sơ nè. Đó, các bạn từ khi nước sôi lên cho tới khi lấy ra là khoảng tầm 3 phút thôi. Các bạn đừng nấu lâu nha, nấu lâu cọng bưởi nó sẽ mềm. Khoảng 3 phút là cọng bưởi nó chín rồi. Nước sôi mạnh như thế khoảng 3 phút là được rồi đó. Từ nước sôi nha các bạn. Rồi vớt bỏ qua thau tô nước đá nè. Đó, như vậy là cọng bưởi nó giòn. Các bạn nhìn các bạn cũng biết là nó giòn rồi đó. Rồi bắt một miếng nước lên nè ha. Rồi cho đường vào. Đường này là tùy các bạn nha, ngọt hay không là tùy theo các bạn. Mình cho ba vá như thế này là nó không có ngọt lắm nha. Nó vừa vừa, nó không có ngọt lắm. Và một tí xíu muối nữa nha các bạn. Rồi các bạn quậy một tí xíu bột năng, các bạn cho vào trong nồi chè để cho nước nó sánh lại nha. Đó, các bạn tưới từ từ vô đi ha. Đó, cho nước nó sánh lại. Rồi cho nước bắt đầu nó sôi trở lại nha, bắt đầu cho đậu xanh vào. Cho hết cái phần đậu xanh vào. Đậu xanh này tùy thích các bạn nha. Thích ăn đậu xanh nhiều thì nấu nhiều, còn thích ăn cọng bưởi nhiều thì các bạn bớt đậu xanh lại. Rồi. Đó.
Rồi bây giờ cho nó sôi lên lại bắt đầu vớt vỏ bưởi, vớt cái cọng bưởi này để vô nữa là xong nha. Đây nè các bạn nhìn cái cọng bưởi nó giòn dữ lắm luôn á các bạn. Nè mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây các bạn nhìn như thế này là các bạn cũng đủ biết nè, cái cọng bưởi nó trong veo luôn nè các bạn nè, đó giòn vô cùng luôn, cái cọng bưởi nó trong veo lại luôn á. Rồi cho hết cái phần bưởi vào, cách nấu của mình là rất là đơn giản, các bạn nào mới tập nấu nấu cũng được, quan trọng là các bạn nhồi cho bưởi nó đừng có đắng là được. Rồi cho lên trộn lên, rồi cho nó sôi trở lại ha. Rồi chừng nào mà mình tắt bếp á, rồi mình cho vani vào. Đó, rất là ngon nha. Cái này mình nấu bằng bưởi da xanh cho nên nó có màu hồng, nhìn cái cọng bưởi nó rất là ngon là đẹp. Các bạn nên nhớ là lúc luộc bưởi là các bạn đừng luộc lâu quá nha, luộc cọng bưởi nó vừa chín tới là được rồi. Từ lúc nước sôi cho tới là mà lúc tắt lửa là khoảng 3 phút thôi nha các bạn. Nếu các bạn nấu lâu quá là cái cọng bưởi này nó hết giòn nha. Rồi như vậy là đã xong, hoàn thành rồi nè ha. Một tô chè bưởi nè, chan nước dừa lên. Các bạn nào thích ăn đá thì cho đá, còn không thì ăn nấm vẫn ngon. Thôi mình xin dừng tại đây nha. Cách nấu rất là đơn giản, các bạn nấu nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại những clip sau nha.